thương hiếu cùng với anh Hoàng Vũ xin kính chào quý khán giả. Quý nhà vườn đang theo dõi chương trình hỏi đáp nhanh sầu riêng trên kênh YouTube Phát Đồng Kê An phố nông miền trái. À kính thưa quý vị thì giai đoạn mưa bão vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến à quá trình canh tác cây sầu riêng của bà con mình, chẳng hạn như là ảnh hưởng tới quá trình xử lý ra hoa nghịch vụ nè. Rồi một số à giai đoạn sầu riêng ở thời điểm từ à, sổ nhị cho tới chạy trái thì sẽ là tình trạng rụng rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thêm một cái vấn đề nữa và cũng rất là cấp thiết để cho bà con chúng ta à, xử lý ở trên vườn của mình, đó chính là tình trạng vàng lá thối rễ. Thì đặc biệt là vấn đề này nó xảy ra khá nhiều đối với những vườn à, sầu riêng mà giai đoạn sau thu hoạch và cái nguyên nhân tại sao cũng như là bà con chúng ta có những cái thắc mắc gì liên quan đến chủ đề này thì trọng hiếu kính mời tất cả quý vị chúng ta đến với à, kỳ hỏi đáp nhanh số 28 vàng lá thối rễ trên sầu riêng và giải pháp cải thiện. Và ngay bây giờ trọng hiếu sẽ à, giải đáp vấn đề đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay đến cho bà con mình, đó chính là người ta nói là bón phân hóa học nhiều thì làm cho cây sầu riêng bị vàng lá thối rễ. Xin hỏi là như vậy thì có đúng hay không? À, anh chú chúng ta đưa ra một cái điều kiện đó chính là mình bón phân hóa học nhiều thì một cái lượng quá nhiều đặc biệt là những cái nhóm như là à, phân đạm nè, thì có thể làm cho cái rễ của chúng ta thứ nhất là nó bị cháy thứ hai là thì bà con mình thấy là mình bón hóa học càng nhiều càng lâu thì làm cho cái nền đất của chúng ta nó à, bị chua lên bà con có nghĩa là pH nó giảm xuống như vậy thì khi mà pH nó giảm sẽ tạo điều kiện cho những cái đối tượng vi sinh vật và trong đó thì có những cái con gây vạt lá thối rễ như là Fusarium này như là Phytophthora này như là Tiến trùng này khi và con chúng ta sử dụng phân hóa học để mà mình muốn hạn chế cái tình trạng này đó thì mình lưu ý là mình kết hợp thêm với những cái nhóm hữu cơ để mà mình tác động vào bên trong vườn của mình. Khi có hữu cơ đó thì nền đất của chúng ta nó sẽ dễ cân bằng lại cái pH hơn nè. Và đâu đó có cái hữu cơ thì cái uh, những cái ảnh hưởng của phân hóa học nó sẽ được giảm xuống. Và quý nhà nông của chúng ta cứ thường xuyên mình kiểm tra cái vườn của mình về cái độ pH. Nếu như mà mình thấy nó giảm xuống dưới mức 5 thì chúng ta biết là vườn của chúng ta cái đất nó đang bị chua thì mình sẽ tác động những cái nhóm như là vôi rồi tác động aridon 620 vân vân để mà mình cân bằng ph lên cũng như là mình quản lý những cái đối tượng vàng lá thối rễ này thì cái vườn cây của chúng ta nó cũng sẽ à, không có ảnh hưởng. Rồi bà con thân mến tiếp nối uh, câu hỏi đầu tiên thì hoàng vũ nhận được uh, cái vấn đề thứ hai uh, và nhà vườn có chia sẻ là trước đây thì uh, trồng tiêu với điều sau này thì trồng sen sầu riêng vào cũng thấy cây ra đọt nhưng hơi chậm và lá thì nó ngã vàng có lấm chấm. À, đây có phải là triệu chứng của bệnh vàng lá thối rễ hay không hay là một cái bệnh gì khác mong được tư vấn. Rồi bà con thân mến thì uh, cái việc mà mình trồng xen cây sầu riêng vào cái vườn tiêu với vườn điều của mình đó bà con thì uh, hoàng vũ nghĩ là uh, bà con mình hãy chú ý tới cái việc mà ánh sáng bà con tại có khi uh, tiêu rồi điều là những cái nhóm mà đang cho chúng ta thu hoạch uh, rồi uh, uh, mình xen vào cây sầu riêng thì sầu riêng nó lại là một cái cây đang là phụ Tại nó chưa cho cái năng suất, cho nên có khi mình uh, chưa có thương cây sầu riêng nhiều bằng cây tiêu cây điều, nhưng mà ý là mình phải chú ý tới cái chế độ ánh sáng uh, mới giúp cho cây mình nó khỏe, bà con ha. Còn riêng anh uh, nghi ngờ uh, uh, cái biểu hiện trên lá này có phải là uh, biểu hiện vàng lá thối rễ hay không thì chắc là nó cũng phải kiểm tra thêm những cái yếu tố khác nữa. Bà con thấy là uh, thường vàng lá nó nhiều nguyên nhân lắm nha bà con, cho nên mình phải thêm một số cái biểu hiện phụ tiếp theo thì hồi nãy như trọng hiếu có chia sẻ là mình có thể kiểm tra dưới rễ mình coi coi rễ mình có bị hư hại hay không rồi mình vuột cái da rễ ra coi nó có dễ tuột hay không hoặc là bà con mình dòm coi khi mà trời nắng lên cây sầu riêng của chúng ta nó có bị buồn buồn héo héo hay không thì nhiều yếu tố cộng lại nó mới quyết định là cây của chúng ta là bị vàng lá thối rễ còn cái tình huống mà bà con thấy cây nó vẫn đi đọt nhưng mà À, đọt nó không sung nó bị vàng lắm chấm thì à, đâu đó thiếu chung vi lượng nó cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến biểu hiện này à, thì à, hoàng vũ nghĩ là qua những cái thao tác kiểm tra thì bà con mình sẽ có cái hướng để mình chẩn đoán nó đúng nhất và một lần nữa chắn mạnh khi đã trồng sen thì mình phải chú ý cái chế độ sáng phù hợp cho cái cây sầu riêng nhà mình rồi xin chúc anh à, sẽ có một cái à, loại cây trồng mới và nó mang lại cho mình nhiều cái hiệu quả kinh tế nhất dạ rồi à, cảm ơn rất là nhiều à, và tiếp tục trọng hiếu sẽ tư vấn cho khán giả với cái nội dung câu hỏi là miền đông đang có đợt rụng lá làm sao để có thể phân biệt được là cây đang bị vàng lá thối rễ hay là bị à, rụng do là sinh lý rồi cái vấn đề thứ hai đó chính là vàng lá thối rễ với lỡ cổ rễ thì có giống nhau hay không bây giờ đồng hiếu sẽ trả lời cái vấn đề thứ nhất trước à, đó chính là đợt rụng lá như vậy thì phân biệt giữa vàng lá thối rễ và rụng lá đó thì bà con mình sẽ đầu tiên là kiểm tra dùng cho đồng hiếu về cái mặt bằng chung ở trên cái vườn của chúng ta thì thông thường đó thiên về những cái yếu tố sinh lý thì mình thấy là trên vườn của chúng ta nó bị rụng lá vàng lá nhưng mà nó rụng một cách là đồng loạt vàng một cách đồng loạt cây nào ở trên vườn của chúng ta cũng có cái biểu hiện đó luôn thì mình sẽ thiên về cái yếu tố đó chính là cây của mình nó đang bị cái tình trạng là vàng lá do cái yếu tố là sinh lý hoặc là bên trong cây nó đang chứa một cái à, nhóm chất độc nào đó bà con tại vì thông thường ở đây ngoài cái yếu tố sinh lý mà anh nói nè thì mình thấy là cái tình trạng rụng lá giai đoạn hiện tại nó đến từ những cái vườn là sau khi mà mình xử lý à, ra hoa nào, hoặc là những cái vườn mà sau khi mình lấy trái đó là do cái quá trình mình canh tác đi mình đưa những cái nhóm chất ức chế vô nào là chặn đọt rồi mình đưa quá nhiều cái hàm lượng kali ở bên dưới gốc rễ thì làm cây của chúng ta nó bị suy yếu mà khi cái hàm lượng chất ức chế ở trong cây mình nhiều quá thì nó sẽ tích tụ và cái cây nó sẽ tự nó đào thải ra ha một con ha như vậy thì cái yếu tố đó nó sẽ mang một cái tính là phủ rộng hết cái vườn của mình và trở lại với cái vàng lá thối rễ thì cây nào bị thối rễ thì cây đó nó mới bị vàng lá như vậy thì bà con mình xác định là tình trạng này là tình trạng bệnh thì có cây bệnh và có cây hông và cái yếu tố thứ hai mình có thể xem xét lại là mình lấy cái rễ của mình lên coi là nó có bị thối rễ hay không nó có bị tuột đầu rễ hay không và một cái yếu tố cuối cùng để mình phân biệt đó chính là đối với cây bị vàng lá thối rễ thì những cái cây mà đang ra đọt non đó thì nắng lên nó sẽ có xu hướng là nó bị rủ xuống tại vì rễ bên dưới hư lấy nước lên không đủ để cung cấp thì cái ca cái lá non của chúng ta nó sẽ có xu hướng là nó rủ xuống hơn bà con ha còn đối với mà bị sốc do sinh lý thì nó sẽ không có cái tình trạng đó nó xảy ra đó là cái vế thứ nhất đối với câu hỏi này thứ hai là bà con mình hỏi là vàng lá thối rễ với lỡ cổ rễ thì có giống nhau hay không và ở đây nó có thể giống nhau và nó có thể khác nhau thì uh, trên thực tế đó bà con mình thấy là vàng lá thối rễ thì nó sẽ gây ảnh hưởng ở bên dưới bộ rễ uh, hút dinh dưỡng ở dưới bà con Nó sẽ tập trung vào những cái vị trí như là lông hút nè, những cái rễ non nè Thì uh, Phytophthora nó sẽ tấn công vô đó, nó làm cắt đứt cái nguồn dinh dưỡng, cắt đứt cái nguồn nước Làm cho cây của chúng ta có biểu hiện là vàng lá thối rễ Còn lỡ cổ rễ đó là nó sẽ xuất hiện ngay chân cái vị trí mà tiếp giáp giữa cái mặt đất và ở phía trên thì ngay chân vị trí đó là nó có đầy đủ cái điều kiện để cho ẩm độ không khí nó phù hợp để cho những cái đối tượng vi sinh vật nó tập trung và đặc biệt là bà con mình thấy là khu vực miền đông tây nguyên là mình canh tác sầu riêng thì mình không có lên mô mà có một số khu vực là người ta đào hố để người ta trồng xuống luôn như vậy thì cái hố đó nó giống như là một cái lòng chảo nó giống như là một cái quặng để mà gom nước vô thì chính những cái nước mưa đó chính những cái đối tượng nhiễm bệnh ở bên ngoài nó sẽ tập trung vào cái rễ của mình thì làm cho cái phần xung quanh cái điểm tiếp giáp đó nó sẽ có cái xu hướng là nó bị lỡ ra bà con nó chóc cái da ra và nó uh, chảy những cái lớp nhựa ra thì đó là cái biểu hiện để bà con chúng ta quản lý à, tuy nhiên á thì uh, vàng lá thối rễ và cái lỡ cổ rễ này có thể là do chung một cái nhóm đó chính là Phytophthora nó gây ra. Như vậy thì mình có thể áp dụng chung cái giải pháp đó chính là Adigon 620 và cái zip ra vàng lá thối rễ là mình tưới dưới là chắc chắn rồi còn lỡ câu rễ thì ngay chân vị trí đó và con mình sẽ lấy một cái cây gì cứng cứng đó một cái dao cũng được hoặc là một cái sủi vậy đó mình cạo hết cái lớp nhựa đó cho nó khô nó sạch ra và bắt đầu bà con mình sẽ lấy cái arigon 620 pha với cái liều là 50 cc cho một lít nước ha bà con chúng ta quét trực tiếp lên trên đó dùm cho đồng hiếu thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng này thì đó là cái lưu ý của trọng hiếu gửi đến những vị khán giả của chúng ta để mà hạn chế cái tình trạng này cũng như là mình phân biệt được cái biểu hiện ở trên vườn rồi bà con thân mến, tiếp nối với chương trình thì có một cái vấn đề nó liên quan đến pH bà con. Nhà nông hỏi đó là uh, bón vôi có năng được pH cho vườn sầu riêng hay không và liệu bao nhiêu thì hợp lý. Và bón vôi có làm ảnh hưởng tới vi sinh vật có lợi hay không? À bà con ơi thì uh, cái câu hỏi này thì uh, nó có hai vế bà con. Và Hoàng Vũ sẽ đi từ vế thứ hai trước. Ở đây anh hỏi là bón vôi có làm ảnh hưởng tới vi sinh vật có lợi hay không thì mình hãy suy nghĩ ngược lại các bà con. Đã cái giường mình pH đã thấp rồi Thì chứng tỏ trong đất là mấy con có lợi nó đâu có nữa đâu mà mình Mình sợ bón dòi cho nó ảnh hưởng các bà con ha Cái những cái khu vực mà pH nó ổn định đó, thì thường là mặt số vi sinh vật trong đó là nó rất là cao Còn bây giờ giường của mình nó có vấn đề thì mình quên cái chuyện vi sinh vật đi anh ha? Ha, ha Cho nên là mình phải bón dòi để mình ăn pH thôi Rồi cái uh, vấn đề thứ nhất là uh, Anh hỏi là cái liều bao nhiêu là hợp lý thì uh, nó cũng tùy vào cái uh, À, thông số pH trong cái vườn của mình bây giờ chắc chắn là anh đã đo rồi mình mới biết là vườn mình pH thấp thì à, đâu đó đó mình chỉ cần khoảng một ký đến ký rưỡi cho một gốc được rồi nếu mà mình muốn tiết kiệm thì mình bón quanh cái vùng gốc rễ thôi còn dụ như mình sai chịu mà đầu tư xài sang đó bà con thì bà con mình có thể bón vừa gốc vừa clip luôn thì nó cũng rất là nhanh à, bà con mình bón xong thì à, mình tưới qua một lượt thì à, cái dôi mình rải xuống thì ph nó sẽ nâng lên rất là lẹ bà con ha và sau khi ph đã nâng lên rồi bắt đầu mình mới có những cái thao tác để mình phục hồi uh, vi sinh vật có lợi nè thì lúc đó bà con mình sẽ dùng overin gon của tây ban nha mình kết hợp với chico Đạt ma để bà con mình tưới đó như vậy thì uh, mình sẽ có được cái ph ổn định và mình có luôn được những người bạn có lợi theo uh, đúng cái ý mà anh mong muốn và em xin chúc cho anh sẽ tiến hành thiệt là sớm để có những cái vườn cây sầu riêng khỏe mạnh cảm ơn anh. Dạ rồi cảm ơn anh vũ rất là nhiều và tiếp tục là một cái câu hỏi liên quan tới cơ chế tác động của ship ra thì à... Xếp ra nó có một cái cơ chế tác động và quý bà con chúng ta có thể hiểu liền đó chính là nó ức chế cái tổng hợp cái chi Thì chi này thì đây là một cái chất để mà thành lập nên cái thành vách tế bào cũng như là cái màng tế bào của cái đối tượng nấm bệnh. Thì khi mà mình tác động cái nhóm này vô thì nó phá hủy những cái đó thì nó làm cho cái mầm bệnh của chúng ta bị tiêu diệt các bà con ha. Rồi cái ý thứ hai trong cái câu hỏi này đó chính là có nên ủ cô trước khi mình tưới để nhân một số hay không? nhằm đem lại hiệu quả tốt hơn và nếu như bà con chúng ta có thời gian để mà mình ủ thì nó quá tốt tại vì khi mà chúng ta tác động những cái nhóm như là tri Cô đạt ma xuống đó thì nó cũng phải có thời gian để mà nó nhân mật số lên đủ để mà nó ức chế những cái đối tượng gây hại ở trên bộ rễ của mình và bà con chúng ta mình nhân sẵn mình bón xuống thì chắc chắn là nó sẽ hiệu quả hơn ha bà con ha rồi như vậy thì chúng ta đã trải qua năm câu hỏi ngay bây giờ kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút <laughs> Hoàng Vũ và Trọng Hiếu xin chào mừng bà con mình trở lại với chương trình của chúng ta Và tiếp nói là một câu hỏi rất là thú vị bà con Tiến trùng là gì mà nghe nhiều người nhắc đến Loài này có liên quan đến bệnh vàng lá thối rễ hay không Rồi bà con thân mến thì đây cũng là một cái câu mà Hoàng Vũ thấy là Mình cũng nên uh, uh, chia sẻ uh, hơi nhiều thông tin chút xíu bà con ha Thực tế thì bà con mình nên biết rồi bà con Tiến trùng là một cái nhóm uh, ký sinh bà con Trong một môi trường đất thì nó cũng sẽ con có con này con kia nhưng mà không thể nào mà mình tiêu diệt nó hoàn toàn được các bà con ha thì đây là một cái thông tin mà hoàng vũ muốn bà con mình sẽ tiếp nhận vào không nên mang tâm lý và tiêu diệt dứt điểm tiến dụng 100% tại vì có khi mình muốn diệt nó hoàn toàn thì những cái con khác nó cũng bị tiêu diệt theo luôn cho nên là nó ở một cái mật số nào không ảnh hưởng đến cái cây của chúng ta thì đó là một cách suy nghĩ nó đỡ tốn tiền nhất và nó thích hợp nhất cho nên là mình hãy nghĩ tới việc là mình đầu tư cái ovogin nè cộng với chico đẹp ma để mình giúp cho những cái người có lợi với bà con những cái người có lợi những người bạn có lợi nó đông hơn thì cái nhóm có hại này tự nhiên nó sẽ thấp xuống thôi và đó là một cách đầu tư hợp lý nó mang nhiều cái yếu tố tích cực nhất là xin chia sẻ cùng anh dạ rồi à, cảm ơn anh Vũ và tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ bảy à, Sầu riêng bị vàng lá thối rễ thì có lây lan cho các cây khác hay không đã bệnh thì cải thiện bằng các bước nào à, và đối với vàng lá thối rễ là một trong những cái nguyên nhân nó đến từ những cái nhóm vi sinh vật ở bên dưới à, điển hình đó chính là cái phytophthora và cái fusarium như vậy thì chắc chắn nếu như cây của chúng ta đang gần với nhau đó thì cái nước mưa nó sẽ làm tràn những cái đối tượng vi sinh vật này qua và nó lây lan cho những cái cây khác như vậy thì đối với những cây đã bị bệnh thì chúng ta sẽ cải thiện theo ba bước thứ nhất mình xới đất rải vôi bước thứ hai là chúng ta sẽ à, bổ sung những cái nhóm để trừ bệnh như là Zipra ra kết hợp với đi số 20 đồng thời phun xịt nhóm chống sốc SuperCat cát ở bên trên và 5 ngày sau quý bà con chúng ta sẽ trở lại mình bổ sung những cái nhóm vi sinh vật và cái dinh dưỡng hữu cơ giúp cho cây trồng của chúng ta phát trở lại bao gồm là cái overdingon kết hợp với cái tricoderma và cái cách cụ thể và lưu ý như thế nào thì xin mời quý bà con chúng ta nhìn lên trên màn hình ha rồi tiếp tục à, mời anh vũ sẽ đến với câu hỏi tiếp theo Câu hỏi tiếp theo thì cũng liên quan đến cái díp ra và agigon thì bà con mình hỏi là mùa mưa nên tưới phòng bệnh bằng agigon và díp ra bao lâu một lần và mình pha chung với dinh dưỡng được không? Rồi bà con ơi thì thực sự đối với những cái giường mà sầu riêng khỏe mạnh đó bà con mình đã chăm sóc tốt thì bà con mình chỉ một lần thôi một lần đầu mùa mưa là được có nghĩa là bà con mình sau khi rải voi xong đó rồi năm bảy ngày sau cho voi nó phát huy hết tác dụng thì mình sẽ dùng Aegon 620 với díp ra chỉ riêng những cây bệnh thì bà con mình có thể lặp lại lần hai lần ba còn nếu mà uh, dùng cây khỏe thì chỉ một lần thôi và nếu như mà chúng ta uh, dùng từ phòng bệnh đó, có nghĩa là giường mình chưa có biểu hiện bệnh thì Agon díp ra mình dẫn tưới chung với những nhóm dinh dưỡng bình thường mà con giống như bà con mình dùng cái ovigon của tây ban nha chẳng hạn hoặc là humid fulvit gì đó chẳng hạn mà con đó còn giả sử như uh, cái cây mà mình đã thấy bị bệnh rồi đó Thì bà con mình phải tưới aigon dưới díp ra trước Rồi khi nào mà cây nó phục hồi Thì mình mới bắt đầu mình đưa cái dinh dưỡng cho sao Thì đó là những cái bước trình tự à, Xin chúc cho anh sẽ có một cái vườn sầu riêng khỏe Tại vì mình tính tới việc phòng Thì chắc chắn đây là một cái nhà vườn nhà nghề hả bà con ha Rồi, mời bà con mình sẽ tiếp nối với câu hỏi số 9 của chương trình Rồi, và câu hỏi số 9 có nội dung như thế này à, dấu hiệu nào để biết vàng lá thối rễ đã được quản lý thành công? À, và chắc chắn là mình biết vàng lá thối rễ là rễ của chúng ta bị hư và lá ở bên trên nó sẽ bị vàng như vậy thì cái điểm đầu tiên mà bà con chúng ta cảm quan để mà mình kiểm tra ở bên trên đó chính là nó sẽ không xảy ra cái tình trạng là buồn ngủ ở trên vườn của mình và cái điểm thứ hai đó chính là cái cơi đọt của chúng ta phát triển một cách ổn định và nó phát triển nhanh bà con và thông thường nếu như mà rễ nó đã yếu rồi đó thì cái đọt của mình ở bên trên nó sẽ bị sừng xuống hoặc là mình tạo cơi hoài mà nó cứ chậm chì nó không có phát triển rồi còn ở phía bên dưới thì sau khi mình đã phục hồi rễ của chúng ta hết bệnh và mình bổ sung thêm những cái nhóm như là ovidingon và cái à, trichoderma thì cái bộ rễ của chúng ta chắc chắn sẽ ra được những cái à, rễ trắng, những cái rễ mới và bà con chúng ta kiểm tra thì mình sẽ phát hiện được liền thì đó là những cái biểu hiện để bà con chúng ta có thể à, xác định là mình đã quản lý vàng lá thối rễ thành công. Rồi bà con ơi thì chúng ta chỉ còn hai câu hỏi nữa thôi bà con và hoàng vũ sẽ à, câu 10 còn cái trọng hiếu là sẽ là câu cuối bà con ha. À anh nói là trong vườn thì có một số cây trụ rầu riêng, một cây đọt nó chỉ có ra có ba lá thôi, à. trong khi uh, cây các cây khác thì nó đã uh, ra được uh, cây thứ ba rồi, thì uh, nguyên nhân vì sao? À chính là bà con thì uh, hoàng vũ nghĩ là cái câu hỏi này bà con mình mang đến thì có vẻ nó hơi chậm mà con, tại thường mà uh, cái cây này tới cây 2 á mình phát hiện cái cây của chúng ta nó bị đi đọt chậm thì mình phải cải thiện rồi còn cái này anh đợi tới nó ra cái cơ ba nữa thì những cái cây này mà vũ thấy là nó hơi chậm quá chậm rồi đó tại vì lây quay những cái cây cơ ba anh tạo mầm rồi mà cái này là nó thiếu lá có thể là nó phải đi sau một vụ luôn đó anh ha anh ha cho nên những cái vụ mùa tới thì mình nên chủ động để mình làm sớm sớm một chút rồi cái việc mà cây mình chậm đi đọt so với anh em xung quanh đó thì chắc chắn là ở dưới bộ rễ của nó đã có vấn đề rồi và bà con mình hãy xem coi ngay cái cây đó nó có gì đặc biệt hay không giả sử trong giường nó có nằm ngay những chỗ là uh, thường xuyên bị thiếu nước hoặc là thường xuyên bị thừa nước chẳng hạn đó thì mình uh, sẽ quan sát ở dưới rễ và bà con mình sẽ cải thiện từ bên dưới qua những cái bước bước một rễ voi bước hai tưới agon và giúp ra và bước ba vài ngày sau mình sẽ tưới overin kết hợp với cái humid cũng được bà con để mình kích ra bộ rễ mới còn bên trên thì bà con mình phun những cái dòng kích đọt đó là cái calip kết hợp với ga ba sữa để mình kéo theo đó bà con giờ đối với cái cơi ba nó đã ra rồi còn nếu mà bà con những cái cây này bà con mình làm được cái cơi hai thì dù tới tạo mầm thì mình nương qua náo lợi và vũ nghĩ là cũng có thể được mà phải làm sớm nha chứ nếu mà cái cây này nó chậm quá thì chắc là không đủ lá được tàu mập thì đó là một số chia sẻ gửi đến anh à, mong anh sẽ à, phục hồi tốt để chúng ta có một cái vườn cây đồng lọt nhất rồi theo câu hỏi cuối cùng thì xin mời chồng hiếu rồi bà con thân mến câu hỏi cuối cùng này thì bà con mình hỏi thứ nhất là xin cái bộ sách chăm sóc sầu riêng và cũng có một cái vấn đề nữa là hỏi sao mà xài hàng ăn phát đông nhiều mà cây vẫn đi đọt không đồng đều như vậy thì bà con mình thấy là có nhiều cái nguyên nhân làm cho cây của mình không đồng đều chứ bà con giống như, như là anh vũ vừa mới chia sẻ đó chính là nếu như mà cục bộ một cái cây nào đó nó ở trong một cái địa hình mà nó uh, không có thuận lợi để mà bộ rễ nó phát triển thì chắc chắn là cái cây này nó sẽ đi cơi đọt sao và nhiều khi là mình uh, tác động những cái nhóm dinh dưỡng để mà mình kéo đọt nó vẫn không ra như vậy thì bà con chúng ta phải xử lý ở bên dưới đó là thứ nhất cái thứ hai á, là cái tình trạng cơi đọt không đồng đều nó xảy ra ở trên vườn của chúng ta có thể là đến từ cái việc là bà con mình tác động những cái nhóm phun xịt để mà mình chặn đọt Trong hiếu thế là có những cái vườn là có thể là cây này nó mình quản lý đọt tốt nhưng mà cây kia nó đi đọt quá nhiều đi cái bắt đầu bà con chúng ta đánh thêm một cử nữa do đó là nó đẩy nhanh cái những cái chất ức chế bên trong cây này nó lại không có cân đối với cây kia thì tới khi mà bà con chúng ta thu hoạch xong mình tạo cơ thì nó sẽ có cái tình huống là nó bị lọt sọt thì anh em cũng đã có những cái giải pháp để mà mình so đọt luôn bà con bao gồm là cái adigon sáu với cái SuperCat nhưng mà ở đây anh hỏi về cái quy trình à, chăm sóc cây sầu riêng thì thôi qua cái chương trình này anh có thể liên hệ trực tiếp à, qua cái phần tin nhắn nè hoặc là anh liên hệ qua cái số điện thoại là tụi em sẽ gửi cho anh cái quy trình à, chi tiết luôn trong đó có việc là mình chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn bông trái như thế nào rồi có cái việc là bà con chúng ta so cái đọt làm sao cho cái sầu riêng của chúng ta nó à, những cái cơi đọt nó đi đồng đều để mình bước vào tạo mầm cho nó được thuận lợi thì à, ngay bây giờ đồng hiếu cùng với anh hoàng vũ cũng cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi hết chương trình ngày hôm nay à, xin hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ tới nhé